ơi, quay đồ cổ trang nhưng mà nó hiện đại đi. Nó hiện đại là nó hiện đại làm sao? Trời ơi trời, đã chơi cổ trang mà thích hiện đại. Ok, chơi thì chơi, mà đợi tao đi lên cách. Thích hiện đại thì không quay đồ cổ trang mang đại sinh thích cơ nhé. Nhớ này á. Hoa chín cửu, trần chín trụ, công tử phù bất lưu xạ, ý vô quân tỷ tỷ bảy. Đi coi một clip hậu trường nha, lựa được cái ngày tốt quá trời tốt luôn, đi ra quay mưa trời ơi, từ sáng tới tối thúi đất luôn nè. Hồi nãy mấy cúp tao nói nó trôi, trời ơi nhìn cái mặt em luốc thí mà ghê. Em với trợ lý của em trời đất cơ đi, muốn xỉu lên xỉu xuống vậy đó, tẩy trang luôn nè. Thiệt bà má Hồng mê chồng quá chạy đâu mất tiêu, giờ đi kiếm con cua để em quay clip bắt con cua đồng mà không có con cua đồng nào hết trơn à. Con cua đồng vậy thôi mình quay clip kìa luôn ngoài đồng đi nha. Trời đất cơ xích. À lỡ ướt nhẹp ướt nhẹp chân rồi, thôi quyết định mình xuống nước mình quay luôn đi. Hôm nay mình ở chứ. Trời đất ơi, đăng cái clip top top lên không ai like hết trơn mà cũng xỉu vậy. Không được đoạn đầu, bây giờ mình về mình mới cúp lỡ thôi chứ biết sao giờ. Hú, hết hồn chưa. Nãy em mới xui của bạn nhân viên bên em một hộp kem dưỡng má Hồng, trời đất ơi tép liền. Trang trang, đây là kem dưỡng Pink Emotion mọi người, trời tiếng Anh ta phèn quá. Coi clip em biết em đều thích tính má Hồng ô vàng xíu, nhìn nó mới đẹp mới trẻ trung. Kem dưỡng má Hồng á mọi người giúp dưỡng ẩm làm mềm mại mịn màng da nữa đó. Mà mọi người lấy ít ít thôi, em lấy hơi ô về mặn hoàn sức hết luôn, tại em thích ô về vậy đó. Mọi người lấy ít ít đó là cái kem dưỡng má Hồng này, nó sẽ giúp cho da mình hồng hào tự nhiên á mọi người, thấy không? Đó. Mà cái này sử dụng liên tục sau 15 ngày á có thể tạo hiệu ứng hồng tự nhiên cho da của mình luôn á. Em xài cái kem dưỡng má Hồng này lên ngay cái vùng mũi luôn. Trời đất ơi, nhìn có cô tre quá không vậy? Ngồi có má Hồng rồi, giờ mình chỉ cần make up xương xương lên nữa là tiến hành quay clip thôi. Kìa luôn, hoàn toàn. Giờ đá không em không sao cũng lại gần. Nè nói là em có tuổi thôi, chồng anh không mơ thì đừng trách con đó sao sao. Làm như uống trà sữa vậy, phải thêm topping với đầy đủ nữa hả? Ăn mì cũng như ăn cơm mình phải kết hợp với thêm nhiều món khác như rau, thịt, hà các thứ, hải sản đâu. Ăn cho thêm dinh dưỡng cái gì nữa trời. Ngon là ngon sao, mình làm thử cho coi trời. Trời ơi, nó đừng coi thường con nghe. Ok, hôm nay con sẽ hát thân thành chị Tâm để con nấu à, coi lạng quạng nó gã cũng được luôn á. Ngày rảnh rỗi đi phượt mà gặp cái kết hết hồn của ta đấy nhờ. Hello mọi người, hôm nay chúng ta không còn những cái video đi làm nữa mà hôm nay chúng ta sẽ làm video đi phượt. Mẹ em chạy cũng sương sương, mình đi bằng về đầu nó 500 cây số. Này thì em làm một chuyến chấn động luôn, em sẽ đi Kiên Giang ngắm biển. Hôm nay em đi lúc 4 giờ sáng 3 giờ em thức dậy cái em muốn nói nghỉ đi cho rồi. Nhưng mà không đâu, nghỉ đi là nghiệp đó, tại vì lâu lâu mới có ngày nghỉ mới đi cho nó đạt. Nói em đi cái đường Hậu Giang này mọi người, có mấy cái cầu tên rất là ngộ, ví dụ như cầu này nè 11.000 gữ, trước nó là cầu 1.000, 2.000, 3 gữ, 4.000 thì tùm lum hết trơn, cười xíu. Hầm chạy một tiếng rưỡi nữa là tới rồi, mà mọi người nhìn bầu trời kia một màu xanh, trời đất ơi yêu quái tới mọi người ơi. Khúc này
là hoang mang rồi mọi người ơi, trời không biết lựa có đúng ngày không nữa, trời mà đi hồi mưa nó ướt dẹp hết trơn mấy đôi giày rồi sao chụp hình. Trời đất ơi, ướt dài rồi sao chụp hình chứ trời. Chạy xuống tới gạch giá thì trời nắng chang chang thôi thì đành ghé vô cái shop này chúng ta mua đôi giày mới để đi chụp hình luôn. Sợ hơi cái đôi giày em đi chân không vô miếng hơi bị ngại. Khoan, sột này mọi người đừng nghĩ em mang giày nữ nha. Không, em là con trai, đàn ông trai không mang giày nữ đâu, có giày nam nha. Nhỏ đi phục chúng em là con gái mọi người chứ em là con gái em mua hết luôn. Bạn em nó đi lang mang đâu biết mua gì đâu nên em đâu đuổi đi luôn nè, người đâu đuổi liền luôn. Trời ơi, em được đâu đuổi đi luôn thì tụi này kiếm viên theo luôn. Tức em tự cái nó đuổi em luôn, tức không quá tức luôn. Em sắp hà anh đợt này thôi, em cho nó lựa luôn đâu. Em tự lựa cho nó mượn mang luôn. Trời ơi, mắt không có thẩm mỹ. À mà chỗ gương sắp hà anh này đẹp lắm nha mọi người, chở coi nhìn em kìa, em dài thòn lòn luôn, còn bạn em kìa nó lùng tịt. Thử đôi đầu tiên dây chằng dây chéo nó đẹp đấy nhưng mà không đẹp đến giò bạn em. Nên quyết định ngồi cho em lắc đầu quá trời, nó đắp luôn xong kêu nó thử đôi này nè, màu xanh đi. Mẫu này thì em thấy nó hợp đó nhưng mà con cái bạn màu trắng không có hợp. Nên em nhìn qua nhìn lại cái quyết định đưa cho nó đôi giày bệnh này. Đôi này thì cũng khá là hợp với nó nha mọi người. Nhưng mà không vừa mắt em nên quyết định chọn đôi khác cho nó. Tụi nghiệp mấy bạn nhân viên bắt lấy tay hoài. Thôi thì gọn nhẹ này, nhưng mắc mưa cũng không sợ nè mọi người. Đó đẹp đó nhưng mà em kêu nó thử thêm đôi khác đi cho chắc ăn. Này nó thử xong nè mọi người đẹp không? Coi cũng được các mọi người nhưng mà em thấy nó nhỏ xíu con à. Mà nếu riêng lớp kẹp nữa hả? Là nó còn nhỏ hơn nữa thôi, em quyết định em sẽ lựa nó nào cao hơn xíu đi để cho đi chính hợp. Giờ nó thử một đống xong dạ, biết nó lấy đôi nào luôn thôi, lấy nào kẹn nó đi giờ cho em thử dài chứ. Đâu phải mình nên mua đâu. Không kém em thử liên tiếp cũng 5-6 đôi gì đó. Mẫu mới về không mà tại shop mới mở thêm chi nhánh mới nên mọi người được giảm tới 30% lần á. Hả trời, chi nhánh luôn từ Buôn Mê Thuột mà chạy dài xuống tới Cà Mau luôn, cả chục cái chi nhánh. Đi phượt cái giờ thành đi mua giày mua dép luôn nè, không hiểu luôn nè. Mà khoan, trời ơi, thử đôi nào ra nếm ra cái mặt nó như nè mọi người. Trời ơi, không hiểu nổi bạn bè vậy luôn á, mình đâu có che cái đôi nào đâu. Không, khi nó sẽ lựa cho mình coi mọi người, coi nó tức không, nó lựa đôi này cho mình nè, coi tức không, mình là cái thẳng mà. Tiếp theo cái bước này là cái bước mệt mỏi nhất mọi người, tính tiền đi. Mặt vui không? Vui nha, trời ơi, đang sale mấy má ơi, trời ơi, bây giờ phải vui chứ không vui sao được. Thật sự luôn, đó một vài tay vàng trong làng bốc thăm không bao giờ trúng thì bây giờ ta sẽ quay cái này. Nhắm trúng được gì đây? Ê nhưng mà kỳ này hên nha mọi người ơi, không có xui nhưng mà đợt trước. Đợt này thì em trúng được gì biết không? Cầm gì đạch kệ ít gặp hên. Sau khi mua xong thì tay sách nách mang đi thôi. Bây giờ ta sẽ đi Kiên Giang ngắm biển thôi. Bắt đầu chuẩn bị đi ngắm biển nào. Ta nói vừa mang giày mới mà vừa thấy biển một cái em chạy nhào ra liền luôn. Mà em thấy biển xong thì trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi trời ơi, 500 km em chạy đi chị về luôn. Mà em đừng cái biển nhìn cái như cái sông này. Em như chơi buồn ghê. Đường khác tức ghê vậy, trời đất ơi.
mọi người ơi, quay xong rồi ai cảm thấy nhẹ nhàng trời ơi là trời, ừ, nó quay xong cái cảm giác nó đã gì đâu. Mày quay gì vậy?